bản kênh hình vlog. Quý vị nghệ sĩ hài Lê Tính đã có một bản trang cá nhân gửi đến con gái duy nhất của cố nghệ sĩ tài danh Vũ Linh. Thầy bài viết như thế này: "Tôi chưa từng biết tiếp xúc với em." Bài viết sau trước nha anh chị. "Tôi chưa từng tiếp xúc với em, chỉ biết qua báo chí cách đây mấy mươi năm về trước, qua lời đồng nghiệp và qua chính lời khẳng định của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trong những lần tiếp xúc với anh, lần đầu tiên khi anh sang Mỹ du lịch, có lần anh nói với tôi, mặc dù anh Năm có một mình bé Loan, nhưng anh Năm không cưng chiều nói vô lý, nó làm sai anh Năm vẫn la rầy mắng chửi, chứ nó sợ anh Năm lắm. Rất tiếc là em không có tên trong tập đoàn ghi âm nên không thể lưu lại những lời nói này." Ai trời kìa. Lần những ngày sắp trở về Việt Nam, anh nhờ tôi trở đi shopping. Tôi nói với anh, khán giả tặng anh áo quá trời, quần áo anh mua chi nửa năm, anh mua cho bé Loan, con gái của anh. Anh chị nghệ sĩ thân nhân thân với anh Năm ít nhiều cũng nghe qua câu nói này. À quý vị, cũng cần bao nhiêu đó thì không cần đủ xét nghiệm DNA, thì không cần khán giả, không cần phải xem giấy khai sinh. Tôi cũng biết được Hồng Loan là ai và tình thương của nghệ sĩ Vũ Linh dành cho Hồng Loan đến mức độ nào. Còn nhắc đến tới đứa cháu gái kêu bằng cậu, mãi cho tới sau này khi mấy tham gia chương trình Sao Nó Ngôi cùng đợt với Bình Tinh, Linh Tý, Lê Lộc, Hoài Anh Kiệt, tôi mới biết em ấy là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh. Trong một bài viết cách đây vài ngày, tôi đã đặt cho em Hồng Loan một nickname vui vui là thích nữ cam chịu. Thật vậy, hai chữ cam chịu đã gắn liền với em từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Và cho tới bây giờ, khi mà em đã là một người mẹ, điểm nương tựa duy nhất không còn, thì em vẫn còn tiếp tục cam chịu khi mà bị mang tiếng là hư đốn, nhiều chồng, bất hiếu, ăn cắp, phá của bởi một ngồi bút viết thuê và những nickname giả mạo để cả cộng đồng mạng quay lưng với em, để họ có thể đạt được cái tham vọng mà bao lâu nay họ thèm khát. Nói đến đây, tôi cũng cảm ơn nghệ sĩ Vũ Linh. Trong lúc Hồng Loan gặp nguy cấp, quân giặc bao vây tứ bề, bản thân nghệ sĩ anh hiểu rằng các nghệ sĩ khác sẽ không lên tiếng bênh vực cho Hồng Loan bởi một số sợ liên lụy phiền phức. Và một số anh chị bị ràng buộc bởi hai chữ đồng nghiệp. Và với một tiếng nói của Vũ Luân, anh không thể nào bảo vệ Hồng Loan, cho nên anh sáng suốt nhờ sự trợ giúp của cộng đồng mạng để họ lên tiếng bảo vệ cho đứa em gái của mình. Lúc đó tôi giận Bình Tinh lắm. Tôi cũng giận Bình Tinh lắm. Bởi vì Bình Tinh là con nuôi, nhưng cố nghệ sĩ tin tưởng và rất thương em ấy. Thậm chí có thời gian Bình Tinh gần cố nghệ sĩ hơn cả Hồng Loan, thời Hồng Loan sống bên chồng. Tôi giận Bình Tinh sao không lên tiếng và bên vực cho Hồng Loan. Nhưng khi đoạn ghi âm họp mặt gia đình lúc 21 ngày được tung lên mạng, tôi mới biết là tôi đã cách làm em ấy. Cũng may mắn là chưa nhắn tin chửi bả khà khà khà. Em ấy có nói nhưng tại họ cố chấp không nghe. Tuổi thơ của Hồng Loan thì thôi bao nhiêu đứa trẻ khác, bởi em không biết mẹ mình là ai. Em chỉ biết mình có một người vừa là cha vừa là mẹ, là chỗ dựa duy nhất. Thỉnh thoảng em vừa được cha ôm ấp bảo vệ bởi những chuyến lưu diễn xa nhà, và em cam chịu những trận đòn roi và những lời đai nghiến của những người mà cha em tin tưởng giao cho họ. Tuổi thơ của Hồng Loan được nghe và được tiếng ngầu ơ của mẹ, không được nghe tiếng ngầu ơ của mẹ, những vòng tay ấm áp bổ bề và những người không cùng là những người không cùng huyết thống họ hàng. Họ là những vú nuôi mà cha em mướn về chăm sóc cho em, và em cam chịu để cho cha em yên tâm tạo dựng tên tuổi trên con đường nghệ thuật.
Khi trưởng thành, Di muốn chia cắt tình cha con, xóa nhờ hình ảnh của Hồng Loan vĩnh viễn khỏi cuộc đời của cố nghệ sĩ. Họ đã đặt điều vu khống, lần nào lần đó em lại cam chịu dứt áo ra đi, ôm em dứt áo ôm con ra đi, tự lực cánh sinh để cha mình không khó xử. Và cho đến lúc cho em qua đời, điểm tựa duy nhất của em là không còn nữa. Em lại tiếp tục cam chịu, không cần biết tiền khủng điếu bao nhiêu, tiền hợp đồng BH bao nhiêu, tiền quyên góp xây mộ bao nhiêu, tiền khán giả gửi vào các tài khoản bao nhiêu. Em cam chịu là một kẻ vô hình để cho em yên lòng ở chính suối. Rồi tranh chấp kiện tụng, nhà cửa bị dọn dẹp sạch, em lại tiếp tục cam chịu để vợ chồng con cái ăn mì gói, sống trong cảnh chật vật thiếu thốn. Mặc dù đó em có thể gọi chị ba ơi, anh hai ơi, em thiếu này, em cần cái nọ, nhưng vì em là người có lòng tự trọng, em đã không làm gì đó. Thật bất công cho em. Em thì có cha không mẹ, còn người ta có mẹ không cha, nhưng người ta hạnh phúc hơn em. Người ta còn có cậu, cậu thương người ta như con ruột. Cậu dám bỏ ra mấy căn nhà già hơn 1.000 lượng vàng để cho người ta không chịu cảnh mồ côi, một là đi tù, hai là giang hồ hỏi thăm sức khỏe. Lý ra người ta phải thương nhiều hơn, người ta thương em nhiều hơn, bảo bọc che chở cho em nhiều hơn để đền đáp công ơn của cậu. Đằng này người ta lại truy cùng giết tận, gửi đơn kiện liên khúc, tạo cho tòa án và đáp thẳng mặt em khi hỏi người ta hỏi gì, tao hỏi gì kệ mẹ tao. Anh khẳng định anh không sai việc tên em pháp danh là Thích Nữ Cam Chịu. Em không mượn danh tiếng của cha mình để bước vào chân vào showbiz. Em chưa từng tuyên bố trên truyền thông đại chúng rằng tôi là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Em chỉ cần một cuộc sống bình dị bên mái gia đình nhỏ để sớm ôm phụng thờ người cha quá cố. Một cuộc sống bình dị như trước giờ em từng sống. Cho đến nỗi khi người cha em qua đời, có nhiều người lúc đó họ mới biết em là con gái của ngôi sao cải lương Vũ Linh. Nếu họ cho rằng em là Tô Hú, là con nuôi, nên đáng như vậy, xin hỏi có đạo lý luật pháp nào quy định hay không? Ví dụ Hồng Loan là con nuôi, ví dụ chứ phải thật, đừng có dè dè gút gút nghe mấy mẹ. Khi nhận Hồng Loan, nhận nuôi Hồng Loan, nghệ sĩ Vũ Linh sẽ nghĩ rằng đây là một sinh mạng, mình sẽ gắn có trách nhiệm đến suốt cuộc đời và đạo đức tư cách nghệ sĩ Vũ Linh. Tôi tin chắc là như vậy. Trước giờ tôi chưa nghe và chưa thấy trường hợp nào nhận con nuôi nào mà chỉ nuôi tới 18 tuổi, trừ ra đứa con nuôi đó muốn tìm lại cội nguồn của mình mà thôi. Và nếu em là con nuôi thì khai sinh hẳn hồi thuộc quyền thừa kế thứ nhất. Trên tư cách pháp nhân, em là người thừa hưởng hợp pháp. Tại sao họ muốn sở hữu và chiếm đoạt? Chẳng qua họ muốn truy cùng giết tận, họ muốn tước cái quyền làm con mà ba em đã cho em rồi. Nghệ sĩ Vũ Linh lúc sinh thời, đối với nghề đã một lần tận tụy, tuy dắt cạn tim óc, dân tặng cho đời những vai diễn hay. Đối với đồng nghiệp, em cháu, ông đã ôm trọn tình sẵn sàng giúp đỡ. Trời chạy dưới trời. Đâu rồi? Tự nhiên mình bấm nó chạy luôn. Đọc. Nghiệp, em cháu trọn tình sẵn sàng giúp đỡ chỉ dạy truyền nghề. Mỗi khi ai đến cần đến ông. Đối với khán giả, ông đã giữ trọn tình yêu, chuẩn mực, nghiêm túc trong từng vai diễn. Nhưng có lẽ đối với Hồng Loan, ông vẫn còn nợ Hồng Loan một tuổi thơ hồn nhiên và hạnh phúc. Và có lẽ vì vậy nên những ngày cuối đời ông đã quyết định trao lại những gì mà ông còn giữ lại để bù đắp. Cho đứa con gái cưng duy nhất của mình. Đẹp lắm, thưa Năm.
Anh đẹp từ những vai diễn trên sân khấu và cả cuộc đời. Anh mãi là một nghệ sĩ tài năng, một người cha đáng kính và một thần tượng vĩ đại trong lòng khán giả của Linh Em. Rồi mọi chuyện sẽ qua bên cạnh em. Ngoài gia đình của em còn có Ni, Bình Tinh, Vũ Lưng và trả cả triệu người ủng hộ em. Hy vọng từ nay em sẽ vĩnh viễn chia tay hai từ cam chịu. Hãy cố gắng tròn tâm nguyện của cha em, giữ lại những gì ông đã cho em. Nếu ai kia đã từng tuyên bố thương anh, thương yêu cậu, hãy chứng minh lời nói mình bằng cách giúp cho anh và cậu của mình làm tròn tâm nguyện, để hương hồn anh ấy được an nhiên nơi miền đất Phật. Đối với tư cách một đứa em trong nghề, từng quen biết cố nghệ sĩ Vũ Linh, cho phép tôi thay mặt Hồng Loan gửi các kênh YouTube suốt đời trong thời gian qua bảo vệ tin tưởng chính nghĩa và bên lộc vực Hồng Loan. Chào ông này, ông coi ông quên tôi, kênh tôi ha. Trang Nguyên Na, OK Phương Lê, Thái Dương, Minh Xuân Thiện, chắc bà Thái Dương đi trước luôn mình. Lý Tý Ly Trái Đồng Bằng, Tiến Vlog, Quốc Bậc Võ, Thao Nữ Cao, Su Vlog, Yên Nguyên 18, Mà Tôn Lai, bạn đi thấy tên đẹp trai, Quyển Lê, Thủy Lê Vlog gì đó. Rất nhiều kênh khác mà tôi không thể kể hết nữa đây. Đúng rồi, tại vì ông đâu có coi cái kênh Linh Quân đâu. Thành thật, trân trọng. Thế vị, đó là lời nói của nghệ sĩ này Lý Tính. Linh chết rồi, nó xuống nhà nó luôn. Thời gian đi. Và... dạ, bây giờ 38 phút trước thì nghệ sĩ Hài Lê Tính đã đăng một cái bài viết, đó là thứ nhất là cái Facebook của ông thì đã bị hack rồi. Dạ, em thông báo bà con qua xa Facebook bị hacker từ hôm qua đến giờ. Bài này không phải em viết, xin đừng cho băng đảng vô chửi em, tội nghiệp. Thật ra thì nghệ sĩ Vũ Linh kêu em viết vậy đó. Thưa vị, không biết làm sao mà cái bài viết mà của ổng mà bị hát mà hát giống y chang vậy các anh chị. Đó là mình những lời nói mà của Hài Lý Tính gửi cho Hồng Loan. Thì tôi cũng nói các anh chị, có những cái mà các anh chị cần phải biết rõ là trong câu chuyện drama này, rất là nhiều ca sĩ nghệ sĩ đã lên tiếng rồi thì mình cũng không nói nhiều, như anh luật gia Nguyễn Nhật Quyệt ha, cái tên tiếng Anh là Dennis Nguyễn ha, cũng đã viết một cái bài là rất hay, là cái bài Gọi Qua Phượng. Thì cái bài này thì mình xin đọc phép nha, đọc cái bài này thì các anh chị. Trời muốn diệt vong tắt trước phải khiến điên cuồng. Thì khiến như điên cuồng, xin bạn vụ drama này qua lời nghệ sĩ Cải Lương Tuồng Cổ, cũng là hậu quả từ tranh chấp nhà nghệ sĩ Vũ Linh. Nói thì phải nói vui chết mẹ mà. Đại loại có nhóm chơi chỗ kính vô tha hồ nói, trên mây dưới gió bùng phát có ai đem copy ra mét. Những nghệ sĩ bị nói xấu vào mồm chát thiên hạ, đọc cười ẻ, kêu anh Linh T là thằng cờ hó bóng già, rồi nói xử người này người kia bóc quốc, nghệ sĩ Bình Tinh bất hiếu và ngoại tình, thằng khốn nạn nào lo ra mát cái vậy, người ta chung chỗ chỉ kính chơi mà. Rồi mà phấn nộ bùng chát cái vụ dữ dội, mà đầu tiên là bảy bánh xèo bánh khọt biểu hiện ngay là trên Facebook của phát loa lại đường thông báo là bị kẻ xấu làm giả, rằng khô không chỗ chát chỗ kính, rồi cô vội vàng thay đổi avatar lập tức như cách đổi đối phó kẻ xấu, nghĩ thật đơn giản. Thì thưa quý vị, mẫu bảy bánh xèo trong đời đọc cái cười muốn tuột xăng chút, mẫu bảy một mốt sẽ đặt xô chạy bắt chép luôn à, cứ đặt là giả nít chát xấu đi nha. Thì khổ chủ lại nói sao nghe như vậy, thì những người xài Facebook lâu năm sẽ biết nó là cái gì. Cái năm thì tôi cũng từng bị nhóm kính chửi rủa hàng ngày và cũng bị nhóm bạn đó bí mật copy ra mét. Nhận ra một điều là chat không phải là ngôn ngữ chính thống, tức là chỉ viết trên Facebook mới chính thống. Chat là kể xấu, chửi thì chọc tức thôi. Nếu ai coi bị bắt quả tang
thì không cần lóng ngóng, cứ coi bình thường. Vì cái tội nhiều chuyện, nếu thay đổi avatar, thông báo này nọ, có thích có tật rục rịch thì người ta sẽ đánh tâm lý. Câu chữ cách viết thì tâm lý con người ta. Thời mạng miễn miết nhất nhất là tôn trọng bằng cách chat nói xấu, là từ ngữ đội điện thoại có ngày bị quân minh tinh lên chat. Trời đại vấn đề vụ drama, có câu trời muốn diệt vong tất trước khiến cho điên cuồng, u hoa mùa hè bí đường, hoàn toàn bế tắc, cả hai má con và chồng con cũng bị bắt luôn, bế tắc luôn. Thành ra tâm lý của bất ổn, tâm lý của cộng với bản chất, bản năng và trình độ nữa, nó sẽ ra sự vụ. Cô hoa mùa hè kỳ này giúp cô BT Đoàn Hồng Loan, hai cô đều xuất thân từ sau nó ngôi. Nhưng suy cho cùng, cô hoa mùa hè sau này khi còn năm qua đời, cô không còn là chỗ dựa. Cô biết bình tinh thì vẫn còn sùm, vẫn còn một đoàn hát do cô đang điều hành. Hoa mùa hè sùm với con gái cậu năm và kiện tụng tài sản, nên có xu hướng không chính danh trong mắt khán giả. Còn bình tinh vẫn là chính danh chung một người ký tiếng của nghệ sĩ. Cô hoa mùa hè chỉ là ca sĩ hạng ba, bạn bè ca sĩ hạng ba chung cô như đờ giờ đờ mờ nha, cái tên ca sĩ các bạn không đủ thế lực bảo vệ hay giúp cô trụ dưỡng trong showbiz. Kỳ này cô vuốt bình tinh, BT là bình tinh các bạn, là cô tự đào mồ hốn chôn thi mai nách, cứ cho bị hát nít Facebook và bị hát nít bị giả Facebook vô nhóm kính làm bậy. Nhưng các nghệ sĩ họ toàn là đầu có sạn, cục nào cục nấy có trách trị nhóm kính với nhóm kinh nghiệm sống. Ta nói có bực có tức cũng phải giết cách. Cách đây mấy tháng có vụ trộm gỏi gà với hoa phượng là biết có điềm rồi. Hoa đẹp vậy mà đem cướp ướp chấm nước mắm. Trời, tôi có phim Hồng Lâu Mộng thì thấy cảnh đại ngọc vừa chôn vừa khóc hát rằng giờ chôn rụng ta có cất, chôn thân ta tao chưa biết bao giờ, chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết ai là người chôn. Không cần nghĩ suy tính những cách thức hậu quả của nó, sách tức khắc liệt. Nhớ cô lụ rằng chuyện các người làm lựa hỏi phản, cứ làm lựa làm phải hỏi. Hoặc dạy rằng tất cả những gì trong thế gian là lời biến đổi hư hoại đều là vô thường. Quên các chị, đó là bài viết của luật gia Nguyễn Nhân Quyệt. Thì bây giờ nó những lời mà nghệ sĩ Hàn Lý Thiến cũng gửi đến cho Hồng Loan cũng giống như là hoa mùa hè, thưa các chị, và luật gia Nguyễn Nhân Quyệt lại đến nhan hoa mùa hè, thì đó là những lời đều là có thể nói rằng rất hay. Thì thôi, buổi chia sẻ hôm nay đến lời kết các anh chị. Kính chúc các khán giả một buổi chiều tràn đầy niềm vui và nút bye bye. Ai trên ký đăng ký một kênh và nhớ cho ngón tay đẹp.